よ。いいですよ。はい。はじめまして、私はちゃんと申します。今年は45歳です。日本チェック工場での和気会社で働いております。ルイよろしくお願いします。あ、じゃあ、せよ。xa heo chẳng có biết gì đâu mày rồi người vợ thì nhiều khi cũng có cái sự ghen quá rồi thì nói chung là thôi không nên để nói sâu gần như là trốn đi biệt tích ấy. Nghĩa là sau khi anh ấy bán căn nhà với lại ôm tiền của gia đình anh ấy đi luôn thì mình tìm anh không được luôn, thì liên hệ của liên lạc thì cứ nghe thấy tiếng điện thoại của mình hay tiếng của mình cái là chặn số luôn, cho đến thời điểm mà sau này ấy thì cho con gọi thì anh nghe tiếng con là anh chặn số luôn đó. Thì tên là Chiến, sinh năm 1972, em sống ở quận 12, quê gốc thì ở Thái Bình, vào Sài Gòn cũng được hai mấy ba năm rồi. Công việc của anh thì bây giờ thì nhà đất là chính, nhà đất là chính, còn xây dựng thì là phụ. Thì em có thể giới thiệu một vài lô đất ngon, tài chính em lăn quanh thế vậy, em cứ loanh quanh có vài tỷ là anh mua phụ dùng thêm được, rẻ hơn được không? Thì biết là sao cứ mua cho em một căn nào lời 200-300 được rồi. Ơi, trời ơi, 200-300 luôn. Ủa, thì đủ tiêu chuẩn cho em là được không? Quá ngon luôn rồi, đó giờ là anh chắc cũng mắc tay lắm hả? Cũng biết cách làm. Dạ, mình đang làm bao nhiêu năm trong nghề bất động sản anh? Nhưng mà năm 2007 đấy là anh đã đi làm có đất rồi. Wow. Thì anh đi nước ngoài, anh cũng nguyện vọng đi Hàn Quốc để kiếm vốn về làm với bất động sản thôi. Anh qua Hàn Quốc làm gì? Anh đi lao động mà. À, giúp con lao động bên đó. Anh làm, anh đúc liền xe ô tô. Rồi. Nào với đây nó vất vả nhưng mà nóng bức nhưng mà được cái lương cao. Trời ơi, vất vả quá mà sao cái tay này tay nhiều sẹo lắm. Tay anh nhiều sẹo lắm. Ngày xưa là toàn nóng, toàn 600-700 độ mà. Ghê vậy. Lò của anh làm là 830 độ. Sau khi mình kiếm đủ số vốn mình quay trở về lại với Việt Nam. Nói chung là cũng phức tạp. Nhưng mà bà xã cũng ghen cho nên là từ bên đấy bắt đầu bỏ về trước 2 năm hợp đồng mà. Oh. Anh làm 3 năm thì công ty nó thấy làm tốt, ký tiếp 3 năm nữa. Sau đó thì anh sang được 5 nữa anh về. Dạ, em mời chị giới thiệu về bản thân mình ạ. Xin chào MC Thanh Trần. Xin chào anh Chiến. Xin chào toàn thể mọi người. Tên em là Bùi Thị Trâm, hiện tại sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Em sinh năm 79. Em cũng là người gốc Thái Bình. Gốc Thái Bình mà không nào có Thái Bình đó chị. Quỳnh Phụ. Còn anh? Anh Kiến Sương. Gần không ta? Chắc cũng gần. Cách nhau khoảng cũng gần đấy. Đi qua Đông Hương rồi đấy, Quỳnh Phụ rồi. Quê là ok nha. Trời ơi, giống nhau nha. Và em cũng hiện tại đang sinh sống ở Đồng Nai được hơn 10 năm. Chị đã làm công việc gì vậy ạ? Hiện tại thì em đang làm bên cái mảng của nhân sự tại công ty của Nhật Bản, tại khu công nghiệp Nhân Trạch 3. Trời ơi, mới động tụi nó cô giáo không? Nhìn chị giống cô giáo lắm luôn. Dạ thì trước đây năm 2007 em cũng là giáo viên. Thấy vô mọi người, em nghĩ ít có sai lắm. Thời đó là em là giáo viên tiếng Nhật tại trường Nhật ngữ Đông Du thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì em chuyển qua mảng doanh nghiệp, em đi làm đến bây giờ. Chị có thể giới thiệu bản thân mình bằng tiếng Nhật được không ạ? Em rất thích nghe tiếng Nhật. いいですよ。はい。初めまして、私はちゃんと申します。今年は45歳です。日本チェック工場での和気会社で働いております。ルイよろしくお願いします。chuẩn quá, chuẩn quá mọi người ơi. ありがとうございます。Em biết vậy thôi à? Anh hiểu không? Anh thua. Anh thua. Anh qua bên Hàn Quốc, anh xuất khẩu lao động này chắc là anh biết tiếng Hàn đúng không? Đúng rồi, thì tất nhiên anh phải biết một ít chứ. Vậy thì quốc lại luôn, đây nó tiếng Nhật, đây nó tiếng Hàn lại nè, trả lời đi em. Giới thiệu bản thân mình bằng tiếng Hàn đi em. Đáp lại liền. Anh chào siêu. Xa heo, em không biết gì đâu. Bậy rồi, giới thiệu mình không phải vậy nha. Thì nói với bạn gần bạn ở bên kia vậy thôi. Thôi, giới thiệu bản thân mình bằng tiếng Hàn đi trời. Irum, Upan Chiến, Petram, Saram, Saram Petram. Thôi, ok, là gì? Tôi là tên là Chiến. Ồ. Người Việt Nam. Dạ rồi. Mà đi làm mình chỉ nói vậy thôi đúng không? Mà đi làm mình chỉ là tổ tiên Chiến, tôi đến từ Việt Nam. Thôi có, mình đi làm thì mình phải đi làm công việc của mình, mình tiếp xúc những cái công việc của mình, giao tiếp với những công việc chứ. Nhưng mà thật ra là do ảnh cũng đã ngưng làm ở Hàn Quốc từ rất lâu rồi, mà cũng còn nhớ sơ. Hồi xưa là cũng không có chú tâm ở bên Hàn Quốc, cho nên cũng chẳng có học nhiều. Nhưng mấy bạn anh học giỏi tiếng. Còn anh thì chỉ có mục đích là đi kiếm tiền về làm bất động sản thôi. Dạ, rồi chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó là ưu điểm và khuyết điểm. Xin mời anh chia sẻ ưu điểm của mình là gì ạ? Nói chung là anh thì cũng có dễ tính nhưng mà cũng có cái khắt khe về gia đình, nói chung là về con cái thôi. Dễ tính mà có khắt khe trong đó là dễ giữ chứ. Là ví dụ như nó phải có lề lép, ví dụ nó như phải... con cái nó phải ngoan và biết được những cái trước sau, cách như vậy không? Nhược điểm của anh là gì? Nhược điểm là thích đi lông bông, thích đi làm ăn bên ngoài vậy thôi. Tại vì làm bất động sản phải đi chỗ này chỗ kia, coi đất coi nhà này nọ, là đi gặp người này người kia giấy tờ các thứ. Có nhiều nhược điểm chứ, nói chung cũng có chứ. Rất là nhiều. Nhược điểm là nó thích tiền không? Anh trước là đại gia mà. Anh. Em nghĩ sao ấy? Anh làm bất động sản nhưng mà có cái là chuyện gia đình thì mình phải chấp nhận thôi. Chứ em biết là anh đi bộ đội trước tình bộ đội tất cả thì anh đi vào đây là hai bàn tay trắng. Dạ. Thì đó thế làm có đất là đầu là anh thấy là anh chuyên phân lô mà. Anh chuyên phân lô mà. Khá là khiêm tốn mà mọi người. Nó nhẹ thả nhẹ anh câu trước là đại gia mà. Bây giờ anh có phải đại gia không? Không, bây giờ là gia dại rồi. Anh còn bộ da đúng không? Đúng rồi. Từ từ nghe. Mình còn chất xã mình nào thì có gì đâu mà sợ. Dạ đúng rồi. Sợ còn sức mà. Còn sức còn cày thôi. Dạ. Nãy giờ chị có nghe anh chia sẻ không ạ? Dạ có. Còn chị thì sao ạ? Ưu điểm khuyết điểm của mình như thế nào ạ? Ưu điểm của em đó là làm cái gì tập trung rất là cao, và cũng là cái khuyết điểm đó là khi mà tập trung như vậy thì cái cơ mặt nó rất là căng. Dẫn đến là cái người đối diện họ cảm giác rất là sợ. Còn cái khuyết điểm đó là so với quá khứ thì là một người phụ nữ mà cơm nước này kia rất là chu đáo, thì bây giờ lại ngược lại. Bây giờ là cái yếu điểm nhất đó là nhường hết cho con. Nhường hết cho con à. Đó, cho nên là cái phần đó là mình bây giờ là yếu điểm. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Anh có thể chia sẻ về tình trường của mình trước đây không ạ? Nói chung là đầu tiên thì bao giờ cũng phải lỗi do mình rồi, hoặc là do hai người. Cho nên là nó mới xảy ra nhiều cái. Được cộng với lại người vợ thì nhiều khi cũng có cái sự ghen quá rồi. Nói chung là thôi. Không nên để nói sâu quá. Rồi thôi, giờ em hỏi những câu hỏi đây không thể trả lời. Rồi bây giờ anh bao nhiêu đứa con rồi? Anh ba đứa. Ba đứa con thì đứa lớn nhất của anh là bao nhiêu tuổi rồi? 29 rồi. Chắc lập gia đình rồi anh hả? Rồi mình ly hôn với vợ được bao nhiêu lâu rồi ạ? 6 năm rồi. 6 năm rồi.
xong ly hôn là ba bé là ở với mẹ hết luôn. Đôi khi với mẹ. Xong không nhận nuôi một bé nào trong đó. Để chị em với ông nhau toàn. Chị em hết là ba bé gái hết. Sau đó thì anh cũng có trải qua nhiều mối tình khác không? Không đâu em. Ví dụ tìm được cái người mà mình như ý mình thì nó không có, mà không được như ý mình thì nó có đó, nhưng mình lại không muốn để tự nhiên khổ cả mình thì người ta nữa, cũng cách như vậy đó. Mà lúc nãy anh có nói là do anh ghen hả? Thì tất nhiên là nó cũng yêu thì nó ghen thôi, nhưng mà ghen những cái nó đúng thì ok, ghen những cái nó không đúng thì đâm ra thành cái dở, ghen những cái nó không đúng thì đâm ra thành cái dở. Em nghĩ là nó lý do gì họ có ghen? Anh rồi, nó lại còn. Chắc đi nhiều quá không? Chị vợ chị cũng ghen. Nói chung là làm cái nghề của anh thì nó cũng không làm chủ được thì nó sẽ bị sa sút, gốc ngã. Nhưng mà thực tế cũng không đến đến mức độ nó đi sâu đi sát. Rồi chị ơi, mình trải qua tình trường của mình thế nào ạ? Thời mới lớn thì có một mối tình đầu, rồi sau đó thì đi Nhật xong quay về thì kết hôn với ba của hai bé bây giờ. Dạ. Là người thứ hai. Sau khi có hai bé thì ly thân. Dạ. Ly thân khoảng 5 năm thì ly hôn. Lý do vì sao nó kéo dài thời gian lâu như vậy hả chị? Lý do thứ nhất đó là anh ấy gần như là trốn đi biệt tích ấy. Nghĩa là sau khi anh ấy bán căn nhà với lại ôm tiền của gia đình anh ấy đi luôn, thì mình tìm anh không được luôn. Thì liên hệ cũng liên lạc thì cứ nghe thấy tiếng điện thoại của mình hay tiếng của mình cái là chặn số luôn. Cho đến thời điểm mà sau này thì cho con gọi thì anh nghe tiếng con là anh chặn số luôn. Đó, thành ra là sau này mình gặp một cái khó khăn đó là mình thì làm ở trên này, mà hộ khẩu với lại của anh ấy thì ở quê. Thành ra muốn ly hôn hay muốn làm cái gì cũng phải về quê. Dạ, trời ơi, chị sống được bao lâu là chị ly hôn? Anh lấy nhau được khoảng 1 năm 2 năm. Là ở được 2 năm là có hai mặt bé luôn. Đúng rồi. Trời ơi. Thì sau đó thì mình thấy là ly thân ấy, giai đoạn đó thì hai bé quá nhỏ đi. Đúng đứa rồi. Thì mới có hơn tuổi. Thế thành ra là mình gần như là tập trung vào con. Chị có thể chia sẻ lý do vì sao mà cả hai trở nên đổ vỡ như vậy? Thì cái lý do thứ nhất đó là lỗi ở mình là mình tìm hiểu không kỹ. Có nghĩa là mình quen anh ấy thì mình chỉ nghĩ có những cái ưu điểm đó là thứ nhất là người Công giáo là an toàn vì mình cũng Công giáo. Yeah. Thứ hai nữa là con cha con mẹ đó lại là cái khao khát của bản thân mình. Vì là mình đang không còn cha còn mẹ. Rồi thêm điểm nữa là cùng quê. Đấy là những cái điểm mà mình cảm thấy là có thể tin tưởng, yên tâm. Ủa, em thấy không có cái nào về tính cách luôn á. Thật ra những cái điểm đấy lại là những điểm mình đang kỳ vọng ấy. À dạ. Nghĩa là cái tiêu chí của mình cái thời điểm kết hôn ấy, cái thời điểm đó là lúc ấy mình cũng 30 tuổi rồi. Cho nên mình nghĩ là sẽ những cái tiêu chí này là những cái tiêu chí an toàn. Đó là toàn những cái thứ mà mình cảm thấy là mình đang mong chờ một cái hình ảnh như thế. Cái nền tảng gia đình thôi, nhưng mà thật ra còn về tính cách của một người đàn ông thì nó mới là cái yếu tố quan trọng. Cái tính cách thì thế này, có nghĩa là cái thời điểm mà mình ngày xưa ấy mà biết nhau thời còn đang chưa yêu hay là gọi là cùng quê mà, thì anh ấy khá là đầm tính, sống nhìn á, nhìn về phong cách bên ngoài thì có vẻ là rất là nội tâm, nhưng mà cũng có một cái điểm đó là anh rất đào hoa. Rất là nhiều người nghĩ là gặp anh là có rất là có cảm mến. Với lại thêm điểm nữa là khi mà mình đi Nhật về á thì mình lại không phải là kết nối với anh ấy mà là kết nối với những người anh em trong gia đình nhà mình, nhưng mà anh em nhà mình với anh đấy lại là bạn với nhau. Thế tự nhiên là sao cho số điện thoại á, rồi anh ấy mới gọi cho mình nói là anh chờ em bao nhiêu năm nay, gần 10 năm nay anh đợi chờ em. Trời ơi, quá cho tin người rồi, tin người quá cho tin luôn rồi. Anh chờ em 10 năm nay, vậy mà tin. Từ ngày em đi giờ là anh chỉ trông chờ với em. Hồi xưa anh thương thầm trọng nhớ thì đó tóm lại là một cái bài ca đó. Trời, anh trầm ghê hả? Anh trầm giống như là những lúc mà gọi cho anh tắt máy trầm luôn. Trầm ghê. Thật ra là trầm luôn. Là trầm cảm luôn á chị. Trầm cảm luôn á chị. Dạ rồi, từ nãy giờ thì mình cũng biết được một số về cái thông tin gia đình trước đây của mình. Thì thật ra ai cũng có quá khứ hết. Quan trọng là lúc mà đổ vỡ thì thật ra đó là câu chuyện không ai mong muốn. Nhưng mà hôm nay mình đã đến đây rồi, mình gạt bỏ quá khứ vào một bên, mình lập một trang mới. Và chúng ta phải đặt ra một cái mẫu người vợ hoặc người chồng của mình mong muốn là như thế nào ở cái độ tuổi của anh chị? Cái đầu tiên là phải hiền hả? Cái đầu tiên là phải hiền hả? Dạ. Biết cư xử thế thôi, chứ còn mọi cái thì cứ để từ từ anh làm tiếp. Dạ. Nhưng mà thí dụ như em hơi bị tổn thương á, bản thân anh đã sẵn lòng, anh mong muốn thật sự anh đi tìm một cái tình yêu dành cho mình á, thì đó là một cái điều khác. Còn cái này là anh cảm thấy giữa anh và vợ cũ anh cứ xích mích hoài nên bây giờ anh mới đành đi tìm một người khác, thì thật sự là nghe nó tổn thương anh. Không phải tổn thương, nhưng mà thực ra là em nghĩ rồi, nếu mà đã xác định lấy nhau thì chẳng ai mong muốn bỏ nhau. Chỉ có cái gì đó nó không bắt thì không ở bên nhau được thì phải bỏ nhau thôi, chứ còn em mà lấy nhau có con thì ai mà mong muốn bỏ nhau. Vâng, dạ rồi, bây giờ anh chỉ cần một người là hiền hậu và hiểu biết là được. Dạ, hiểu biết. Thế thôi. Trời ơi, một bầu trời tiếng Nhật bên đây nè anh. 10 ngón nghề trên tay của chị nè. Thì đúng rồi, người phụ nữ giỏi, nhưng mà người ta phụ nữ mà giỏi quá mà sau này cũng sợ lắm. Sợ gì anh? Có những người ta giỏi quá mà người ta giữ, mà anh nhất sợ nhất là phụ nữ giữ. Anh sợ phụ nữ giữ. Thì nói chung là mình cũng chưa bao giờ mình đánh đập phụ nữ đâu, nhưng mà sợ nhất phụ nữ mà sợ lắm. Dạ, không nha, chị bên em là hiền lắm, nhìn vô là thấy mình chưa hiền ở trên mặt luôn á. Dạ rồi. Nói chung là bọn anh thì đàn ông thì cũng em biết rồi, chả ai bao giờ muốn đụng tay đụng chân thế này. Bà mấy phụ nữ làm gì? Dạ. Có gì thì nói nhỏ với nhau, hoặc là không lên lúc đó thì lúc khác phải nói. Là đâu một anh nó dễ mà, như đứa trẻ con thế có gì đâu. Định định tí là có khi là lại xuôi ngay. Trời đúng giờ không? Ổng vậy nè, ổng kêu đàn ông tự như đứa trẻ con. Ừ, thật đấy mà. Dạ thôi em ơi chị, mình hôm nay mình tới đây mình muốn tìm một mẫu người như thế nào ạ? Mình đang cần một cái mẫu người, đó là khi mà mình đã quyết định một cái gì thì mình chịu trách nhiệm về nó. Thứ hai nữa là một người, con người có cái cảm xúc, cảm được cái đau của người khác, kháng cự lại với những điều bất chính. Dạ. Làm được điều đó là mình cần một mẫu người như thế. Còn về mặt tài chính kinh tế thì mình cũng cần một người mà có cái tư duy là làm ăn, làm chủ về tài chính được. Chị nói đến đó thôi. Cái này chị yên tâm, ông rồi, anh của em có thừa chị ơi. Kinh doanh bất động sản, thầu xây dựng là bao nhiêu năm nay rồi. Có cái gì mà không nắm được tay. Giờ nghèo rồi em ơi. Dạ. Cái yếu tố mà làm rất là nhiều nghề nó chỉ là yếu tố của thời gian và yếu tố của may mắn, nhưng một cái người mình cần đó là người đó làm chủ được tài chính, làm chủ được cái suy nghĩ của mình và là công việc của mình. Dạ rồi, bây giờ em sẽ xin phép được mở cửa trái tim ra cho anh chị nhìn thấy nhau nha. 5 4 3 2
1. Bắt cái này nè. Để em cắm cái này. À cái nến. Nến thơm. Nến mà lại có vị mùi cà phê. Em cũng có một món quà nhỏ gửi tới anh. Cái hộp ấy là con em nó chuẩn bị, còn cái ruột này em chuẩn bị. Bây giờ em cũng xin phép dùng lại không gian riêng tư cho hai anh chị mình có thể dùng bữa và đồng thời mình cũng có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau để có thể thấu hiểu nhau hơn ha. Một lát hồi nữa em sẽ quay trở lại. Em anh cùng ly cái giao lưu này đầu tiên gặp nhau nhé. Cái này mà là bia nhỉ? Dù diễn Thái Bình. Dạ. Rượu bia thì anh này không hẳn. Anh yêu cà phê thôi. Nói chung là nên đây là mình kể nhiều thì mình thấy cũng không muốn là nên nó phát sóng nó sâu xa, có đâu là sợ con cái nhìn thấy không thích, tại vì anh không muốn cho chúng nó để được biết được những cái chuyện của mình. Khi nào mà mình thực sự mình xây dựng thì mình sẽ cho nó biết, và mình đang đi tìm hiểu mình cũng không muốn ảnh hưởng đến cái chuyện chúng nó, tại vì em nó khác, có thể là phụ nữ người đàn ông người ta giúp, còn ví dụ như anh đây là nó mình làm cha là mình có trách nhiệm với con nên mình cũng không thể để cho chúng nó suy nghĩ về mình, nên anh không muốn lên cái sóng có. Khi mà anh đã quan tâm đến cảm xúc của con ấy, anh sợ là con anh bị tổn thương thì cái khả năng mà anh kết hôn tiếp theo á nó sẽ ảnh hưởng. Đúng rồi, vì là em cũng rất là trân trọng vì anh là người cha rất là thương con. Thế nhưng mà nếu trước đó thì anh có sẵn sàng cái tâm thế để anh đi một cái bước như ngày hôm nay hay không? Chẳng hạn như bản thân em á, là khi em quyết định á thì em cũng đều có sự đồng thuận của con em. Thì em đấy là em có một cái muốn xác định với anh cái điểm đấy, thì em nghĩ là mình người lớn thì chắc chắn sẽ có những cái cách của mình để làm sao mà con cái nó đồng cảm. Không, cái đấy thì tất nhiên rồi. Thêm một điểm nữa, anh kể cả anh có bước qua cái ngưỡng hôm nay gặp gỡ một người phụ nữ khác ngoài mẹ và các bé thì cũng sẽ một cái ngưỡng nữa là làm sao để cho các con của anh nó chấp nhận cái người ví dụ là em. Đúng rồi. Đó là lại thêm một cái khó khăn, cái rào cản lớn nữa của đâu anh. Đâu mà ở bên anh đâu mà sợ. Cái đấy thì không đáng ngại lắm. Như có vậy. Một điểm nữa là chắc em nghĩ rằng là không biết là anh đã làm tròn hết trách nhiệm với con mình chưa? Chưa làm tròn được. Tại vì anh còn đang cảm thấy là mình chưa tròn trách nhiệm ấy, thì em nghĩ là nếu mà chưa hết trách nhiệm với con thì nên hết trách nhiệm với con để cho lương tâm mình nó đỡ nó thoải mái đó. Cái chuyện đấy thì mình với mình chứ còn chúng nó làm sao mà biết được cái chuyện đó được. Quá trình vừa rồi em có nghe thì em thấy rằng anh cũng đang rất là tha thiết muốn quay lại với chị đấy, có nghĩa là anh đang muốn rất là muốn hàn gắn, nhưng vì là chị gay gắt quá hoặc cái tính cách của chị mạnh mẽ đến mức mà anh cảm thấy anh không thể hàn gắn được, cho nên anh buộc phải đi thay đổi, là tìm một người thay thế đó. Em cảm nhận thôi nhé, xin lỗi nếu mà em hiểu sai. Không, nói chung là cũng có một cái khía cạnh đấy, nhưng mà tối mình có nhưng mà nó không được như ý mình thôi, chứ không phải là anh muốn hàn gắn. Anh hàn gắn thì anh nói thật với em, anh hàn gắn thì hắn ấy mong anh về đấy chứ làm sao mà anh không mong. Thế nhưng mà anh thấy nó không cân xứng với anh, chứ anh đâu có phải là người bình thường mấy đâu mà. Chứ còn anh về thì tất nhiên là người ta thì muốn anh về mà, nhưng mà anh không thấy không phù hợp với anh thì không thích về thôi. Bé lớn là cháu lớn là 29 tuổi. Bé lớn nhà anh nó đang làm bác sĩ ở bệnh viện gia đình. Là 29 tuổi. Ừ. Bé thứ hai. Cấp lớp 11 rồi, bé thứ ba nó 26 à. Vậy là cả ba bé là ở với chị hết. Đúng rồi. Không, bé thì lớn nó đi lấy chồng rồi. Nói chung là người phụ nữ khi mà gặp một người mà người ta không còn thì người ta sẽ tìm cách để ta diệt mình à, diệt khi nào khổ ấy thôi. Thôi hỏi vậy thôi để anh em mình cùng tâm sự những cái chuyện khác cho nó vui hơn. Hôm nào anh em mình ngồi uống cà phê để anh tâm sự sau. Ok anh, có gì em mời anh xuống khu vực nhà em mời anh cà phê. Anh đang bức xúc anh nói là nó mất hay. Em hỏi anh thêm tí nhá. Thế bây giờ anh ở bên ở đây là anh có nhà riêng à? Nói chung là nhà cái bà Căn thì nó đứng rồi anh chưa tách ra hẳn. Anh không có tính cái chuyện đó. Còn nhà thì anh mua sau anh mua nhỏ cũng được rồi. Mọi thứ bình thường. Quê mẹ bố mẹ anh để nhà cho anh mà. Trời. Ừ, tại chị đang rất là muốn nói chuyện cho nên là chị không muốn ăn. Cái gì ấy, không mất một miếng nào hết. Ngồi nói chuyện thôi. Bớt sẽ không. Không, đồ ăn thì ngon nhưng mà do là chị ăn no rồi, vừa lấy làm thêm hai ly cà phê cùng lúc nữa. Dạ. Thành ra bụng nó ngang. Nãy giờ thấy là trao đổi cũng khá là nhiều. Nhiều rồi, nói chung là vậy là được rồi. Dạ. Dạ vâng, hôm nay thì em nói là chị cũng có người nhà đến và ủng hộ, em thấy nãy giờ mọi người cũng dõi theo khá là nhiều. Thì em cũng xin phép anh chị mình được mời người nhà mình lên để hỏi một số câu hỏi cho giải mới. Em mời cả nhà mình lên. Chào em, cái này là như là làm chung công ty với chị. Dạ. Đầu tiên em hỏi chị tên là? Em tên là Tiến, làm chung với lại chị Trâm và cũng như chị em với nhau thân. Mình đồng nghiệp được bao nhiêu lâu rồi ạ? Cũng một thời gian ngắn thôi nhưng mà kiểu mà tính dễ thương, hợp tính với nhau nên chơi thân với nhau. Theo chị đánh giá chị là một người như thế nào? Chị thì rất là giỏi, rất là giàu nghị lực mà bên người rất là mạnh mẽ biết đó, nhưng bên trong thì kiểu mà yếu đuối á. Cần một người đàn ông để mà chở che, yêu thương cả hai đứa con của chị nữa. Chị hỏi là mẹ em ở nhà là dữ không hay hiền? Mẹ thì kiểu không phải là dữ mà kiểu là ví dụ mà sai thì sẽ kiểu là sẽ khắc khe hơn, nhưng mà kiểu theo kiểu là sẽ chỉ bảo chứ không phải theo kiểu là dữ dằn hoặc là la mắng. Mẹ là một người cá tính kiểu tất cả mọi công việc, nhưng về nhà thì sẽ kiểu như là yếu đuối, cần một người kiểu đã bị tổn thương một lần rồi, cho nên là cũng muốn là chú nào đó vô để cho mẹ có một bà vai kia. Mẹ nó hiểu chuyện quá chị ơi. Mẹ có hai học thuộc không? Có học thuộc nói chị nha. Con gái tâm lý này quá tuyệt vời. Em muốn mẹ đi bước nữa không? Dạ muốn, lúc trước thì cũng không muốn, tại vì không muốn tình cảm của mẹ mà phải chia sẻ cho người khác. Nhưng mà bây giờ thì suy nghĩ nhiều hơn, tại vì mai mốt thì con cũng sẽ phải đi học, đi xa, thì cũng phải có một người để cho mẹ dựa dẫm. Chị khóc rồi kìa. Con đi lấy chồng thì phải có người ở đúng không? Trời ơi. Cũng
sợ là kiểu không, kiểu mẹ cũng sẽ hướng cho con là đi qua nước ngoài, mà con thì không sợ, không chắc là sẽ về được thường xuyên, tại ví dụ mà qua bên đó mình cũng sẽ có nhiều kiểu gặp khó khăn, thì ở bên mẹ thì vẫn có một người đàn ông để cho mẹ dựa dẫm. Lớp này là con học lớp mấy rồi? Dạ năm nay con lên lớp 10. Thôi bây giờ phải phấn đấu học sau này nó mới thành công được chứ, còn bây giờ toàn 4.0, 5.0 mà không học, mà con gái là thua nên phải học. Bé là ôm mẹ cái nè. Ôm mẹ cái nè. Rồi, cảm ơn gia đình mình nhiều lắm mà mình về chỗ nha. Dạ rồi, bây giờ cũng là đã đến lúc mà chúng ta đưa ra quyết định. Vì sau ngày hôm nay thì em nghĩ là anh chị mình cũng là có duyên gặp nhau, quan trọng có nợ hay không thì là tùy thuộc vào quyết định của mỗi người. Rồi, em xin phép được đếm ngược nha. Anh chị mình nhắm mắt nha. 5 4 3 2 anh em mình cứ tìm hiểu nhau cho nó một thời gian, nếu mà đến với nhau thì tốt không, là bạn được bình thường không sao cả. Yeah, đó mình đến với nhau thì mình chỉ là tìm hiểu. Thực sự em đánh giá cao về cái bản lĩnh của anh với là cái nghị lực của anh, cũng như là cái việc đặt con cái lên hàng đầu. Và cái điều đấy là điều tốt, nhưng em có muốn là thực sự anh phải chọn tình chọn nghĩa với con anh một cách thấu đáo để anh không ray rứt khi mà anh giống như anh hiện diện ở đây. Khi nào mà anh cảm thấy là giữa ba với con đã chọn tình chọn nghĩa rồi đấy thì chắc chắn là sẽ không có cái cảm xúc như ngày hôm nay anh đang hiện diện ở đây đâu. Giống như em rất tự hào về con em, và thậm chí là bản thân em hôm nay cả hai con em đòi đi, nhưng mà đứa em là nhường cho chị vì chị đi cùng với mẹ được, thì cái điều đấy là điều mà em nghĩ là cha là mẹ thì cố gắng. Thì rất là tiếc ngày hôm nay chị đã không nhấn nút chọn anh ấy, thì em nghĩ là sau chương trình này thì anh chị hoàn toàn có thể tìm được một. Thế dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã cố dù lòng phải quên đi, mà sao con tim vẫn yêu mềm. Nằm bên chỗ. Nãy giờ chúng ta đã trò chuyện với nhau cũng rất nhiều rồi, cũng đã tìm hiểu về những cái sở thích cũng như tính cách của nhau, công việc của nhau. Trò chuyện với nhau cũng khá lâu ha. Cái khoảng thời gian ở trên sân khấu, những cái khoảnh khắc chúng ta nắm tay nhau, chúng ta trao ánh mắt cho nhau, chúng ta giao lưu cảm xúc với nhau cũng một phần nào đó, để cho các bạn cảm nhận rõ về nhau, và các bạn có thể biết được rằng đây có phải là đối tượng mà mình đang đi tìm hay không. Bây giờ công việc của các bạn chỉ là nhắm mắt lại, cảm nhận lại tất cả những cái giây phút vừa rồi, cảm nhận lại những cái cảm xúc vừa rồi, để chúng ta có thể đưa ra cái quyết định của chính bản thân của mình. Và quyết định này các bạn không quyết định vì điều gì cả, không quyết định thì cảm thấy thôi mình cứ bấm nút đại đi rồi mình xuống mình tính sau. Nhưng cái quyết định này nó phải là quyết định từ chính cái cảm xúc của mình. Và quan trọng nhất là các bạn phải có cái trách nhiệm với cái quyết định của mình. Bây giờ chị Ngọc Lan sẽ đếm nha. Bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Nhà gái không bấm. Em cũng xin lỗi anh là em chưa cảm thấy là kết nối được nhiều với cái điểm tương đồng ấy. Thế nên là hôm nay thật ra đến đây thì cũng là có duyên với nhau, nhưng mà em nghĩ là nợ thì thật ra gặp được nhau là do ý trời, và cũng may mắn là cũng được đến chương trình ấy. Thế nhưng mà bên cạnh nhau thì cũng là từ cả hai phía ấy. Em cũng rất là xin lỗi anh, là em cũng mong anh là tìm được người cũng rất phù hợp và yêu thương anh, và đi đến anh đến cuối con đường ấy, cùng với em đến cuối con đường ấy. Bởi vì là khi trò chuyện với anh, em sợ một vài cái điểm mà cái ước mơ của em nó lớn quá ấy. Em sợ nếu cứ đi tiếp thì sẽ làm tổn thương, mà em cũng vẫn làm tổn thương ai. Nên là ngay từ ban đầu nếu mà có những cái điểm phù hợp thì em cũng sẽ đồng ý. Nên em là thật lòng em mong muốn là em chúc anh hạnh phúc và tìm được một người phụ nữ thực sự là hiểu anh và yêu anh. Cảm ơn. Thì tôi hơi buồn tí thôi. Dạ. Hơi buồn tí. Nhưng mà nếu thật lòng thì nghĩ rằng em hãy đến Hà Nội và thăm cô ấy, nấu cô ấy ăn một vài món mà mình đã từng nấu. Em cũng mời anh qua nhà em. Biết đâu được. Ha? Vâng.
không phải chúng ta không bấm là không còn cơ hội đâu. Cơ hội vẫn đang trước mặt chúng ta. Vấn đề là ta có cố gắng hay không thôi. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Hãy cho tôi trân trọng những quyết định các bạn. Điều đó đúng. Chúng ta không hợp với nhau, chúng ta có cảm giác không đối lập với nhau, cũng không bấm để làm mất thời gian lẫn nhau. Trên số tuyệt vời sẽ có rất nhiều nút bấm dành cho các bạn. Yên tâm về điều đó nha. Chúc các bạn sẽ luôn gặp nhiều may mắn và sớm tìm ra một nửa mảnh ghép yêu thương của mình. Em cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Đây là phần quà của Intelligent Design. Sản phẩm hóa mỹ phẩm, nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn. Đây là bộ son dây thép Vina KY gửi tặng cho bạn gái. Đây là bánh hurra, bánh bông lan làm từ trứng của thương hiệu Bidica, xin được gửi tặng cho hai bạn. Đây là lò vi sóng Toshiba. Đây là cặp mũ bảo hiểm Rojo, xin được gửi tặng cho hai bạn. Thế tiếc thì cặp nữ này không được đi cùng nhau rồi. Hy vọng là ngày nào đó cũng sẽ đi cùng nhau đó chứ. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Linh ơi, vâng vào đây chị đi theo em. Ông người dân thì kịp đấy chứ. Ngủ rồi hả? Lại một lần nữa lúc không bóng. Mỗi lần như thế thì thật ra chúng tôi cũng có một chút tiếc nối, nhưng không vấn đề gì cả, bởi vì họ không luôn động với nhau, họ không bấm là đúng rồi quý vị nha. Mỗi một ngày trôi qua chúng ta cũng có những cái cảm giác tiếc nuối như thế, đôi khi cuộc sống phải như thế nó muốn sinh động hơn. Không phải lúc nào trên chương trình mạng của họ cũng đều bấm nút đâu quý vị. Đó là những cảm xúc thật nhất có thể trong chương trình được tôi muốn truyền tải đến tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba Việt Nam. Toshiba Việt Nam để chúng ta chất lượng được bản tài thần quyền uy tín. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng chúng tôi 17:50 tới 7:20-20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Tất cả chuẩn bị ạ. Màu vàng đấy. Máy chơi 5, 4, 3, 2, 1. Các bạn quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép đã tài trợ cho chương trình. Ngay bây giờ Ngọc Lan và Quỳnh Linh sẽ mời quý vị chúng ta bắt đầu với những cặp đôi trong Mộng Với Ngọt. Cặp đôi đầu tiên bắt đầu. Mời giờ tới. Mời lên ta. Xin mời nhà gái. Chào em, mời anh ngồi. Thôi, mời anh trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia. Chào em. Chào toàn thể các bạn ở phi trường. Em tên là Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1990. Hiện tại quê em ở thành phố Huế và hiện tại đang sinh sống và đẹp tại đây. Huy làm gì ở đây? Dạ, em làm thợ điện nước anh. Thợ điện nước, ở quận mấy Huy? Dạ, em đang ở nhà bên... Rồi nên công ty số để ở lại ở quận 2, em làm quanh thành phố. À, dạ. Tức là ở nhà công ty luôn. Rồi có ý là sướng của bên năm. Ở sướng luôn hả? Sướng mình vào thành phố Hồ Chí Minh ở đây với ai? Dạ, em hiện tại em ở một mình nhưng mà có chú em ở đây. À, có chú ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, mời nhà gái giới thiệu cho mình nào. Dạ, em xin chào anh Linh, xin chào anh Ngọc Lan, còn các vị khán giả. Em tên là Trần Thị Kim Huệ. Em năm nay 32 tuổi, quê em thì ở Bình Định, hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Để em ở đây luôn hả? Dạ đúng ạ, em ở trọ tại đây. Em ở trọ với ai? Dạ em ở một mình ạ. Ở quận mấy cơ? Dạ em ở quận Tân Phú. Trời, bạn gái bên đây cũng chỉ ở một mình thôi. Vậy là cũng gần chỗ Huy rồi ha. Huy Huệ, Huệ Huy. Hai, Huệ, tên dễ thương, Huy. Huy ơi, cho Huệ biết là mình có ưu điểm khuyết điểm gì đi Huy? Về ưu điểm thì em là cũng
về tập trung công việc nghiêm túc về với lại là thẳng thắn, mà em nghĩ cái tính thẳng thắn của em á là nó có hai nghĩa, một cũng là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu của em luôn. Đúng rồi. Rồi cũng là đam mê thể thao thì cũng đá. Thì cũng đá được. Đúng rồi. Đá cá độ không? Giờ khi mà em lúc mà em đi học á thì em đá cho tiền đạo. À. Mà khi em về đá cho địa phương á thì em lại thủ môn. Trời ơi, thủ môn hả? Dạ. Thủ môn đá. Nhưng mà quan trọng là có mê cá độ không? Dạ, không chị ơi. Rồi, ngon. Rồi, có điểm yếu tật xấu gì không? Về điểm yếu thì nói chung hơi về lụy tình một tí. Lụy tình hả? Đúng rồi. À, lụy tình. À. Em là đi bộ đội về hả Huy hả? Dạ đúng rồi, em đi bộ đội từ năm 2008 ra quân là 20. Đi bộ đội 2 năm. Ừ. Ừ. Đó. Lý lịch tức ngang sơ sơ của nhà trai vậy, mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ. À, thì ưu điểm của em thì em là người rất là biết cách quan tâm, chia sẻ những người khác. Em có thể là biết nấu ăn. Nói chung là em rất là nhiệt tình trong mọi công việc cũng như là trong một cuộc sống. Còn cái khuyết điểm của em thì em nghĩ em là một người giao tiếp không có tốt, em cũng hơi bị rụt rè, em hơi bị tự tư, nên là em không có giỏi trong cái vấn đề này giao tiếp hay là vậy được rồi ha. Vậy là giao tiếp cũng tốt nói chuyện lưu loát nè.